Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. WGN Tournament Race to South Africa 2024 luôn là một giải đấu nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các golfer trên mọi miền Tổ quốc. Và ở chặng 6, giải đấu được tổ chức tại sân Sona Daisy Châu Đức Vũng Tàu đã có 120 golfer đăng ký tham dự. Đáng nói giải đấu này, dù tổ chức ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam thì đều có những golfer đã từng thi đấu rồi vẫn tiếp tục tham gia, thậm chí có cả các golfer đã được chức vô địch. Điển hình như ở chặng 6, có hai golfer đã đạt giải và có tấm vé đi Nam Phi rồi mà vẫn tham gia, đó là golfer Nguyễn Hưng đến từ Đà Nẵng và golfer Nguyễn Thu Vân đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Chung cuộc, bảng A golfer Nguyễn Văn Huynh và Lê Thành Hiên cùng hoàn thành vòng đấu với điểm âm 1, chia sẻ vị trí dẫn đầu. Theo điều lệ giải, golfer nào có handicap thấp hơn thì golfer đó giành ngôi nhất bảng. Và vị trí này đã thuộc về golfer Nguyễn Văn Huynh. Trận đấu ngày hôm nay thì mang lại rất là nhiều điều cảm xúc. Hố đầu tiên thì vào thì đánh được bogey. Hố thứ hai thì index 2 thì đánh bị OB và double. Thế là 3 gậy rồi. Nhưng mà được mọi người động viên. Thế là chơi thì 16 hố sau thì ghi được 3 bogey và 3 birdie. Cho nên là tổng số về được 3 gậy. Đây cũng là một cái kết quả là khá tốt tại sân Sona Daisy Châu Đức. Tương tự như ở bảng B, golfer Nguyễn Hưng và Nguyễn Tường Thuật đều có thành tích là âm 5. Golfer Nguyễn Hưng giành vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, golfer Nguyễn Hưng đã có cho mình tấm vé đi Nam Phi ở chặng 5 trước đó. Vì vậy, tấm vé này sẽ được trao cho golfer Nguyễn Tường Thuật. Nhà vô địch bảng C thuộc về golfer Trương Tấn Lợi. Mình cũng bất ngờ là mình nghĩ là mình chỉ đánh một cách bình thường thôi. Ai ngờ là mình cũng được những cái giải như vậy, mình cảm thấy là rất là may mắn và hạnh phúc. Mình sẽ có một cái tấm vé đi Nam Phi thì mình sẽ cố gắng nỗ lực hàng ngày để mà cải thiện được cái điểm số của mình và một lần nữa là để thắng chính bản thân của mình. Còn ở bảng nữ, nhà vô địch là golfer Nguyễn Thu Vân. Tuy nhiên, chị đã giành chức vô địch ở chặng 4. Vì vậy, tấm vé đi Nam Phi được trao cho golfer đứng thứ 2 là golfer Nguyễn Thị Thu Trang. Món quà này là rất là bất ngờ khi em nhận được luôn á. Hồi nãy em đã nhận chiếc cúp này, em về nhì, em đang tính đi về rồi. Xong mấy bạn bảo là không chị phải ở lại vì còn một cái quà đặc biệt nữa. Thì em mới ở lại là em lại nghe cái tên của em sướng lên tên của em. Em rất là vui luôn á, vui. Thật sự rất là vui. Em rất là cảm ơn chương trình này vì đã cho em cọ sát thật là nhiều với các anh chị. Giải đấu WGN Tournament Race to South Africa chỉ còn 3 chặng nữa là khép lại mùa giải 2024. Các golfer hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội lên chuyến bay đi Nam Phi cùng 24 nhà vô địch trước đó. Travelers Championship, sự kiện tuyển chọn cuối cùng của mùa giải 2024 của PGA Tour, khởi tranh trên sân TPC River Highland với sự góp mặt của 70 golfer. Trong đó, Rory McIlroy cùng golfer người Hàn Quốc Byung-hun An đã rút lui khỏi danh sách thi đấu vì những lý do khác nhau. Ricky Fowler là một trong những cái tên nổi bật đang cần có được sự bứt phá. Sau khi giành chức vô địch Rocket Mortgage Classic năm ngoái, Ricky Fowler đang thi đấu với phong độ không mấy ấn tượng từ đầu mùa. Chính vì vậy, màn trình diễn của anh ở vòng 1 Travelers Championship thực sự đáng mừng. Ricky Fowler đã đánh on-green tiêu chuẩn ở 14 hố, cần 23 cú putt để hoàn thành vòng đấu với kết quả 64 gậy âm 6. Trong đó, có 6 điểm birdie và không có bogey nào. Hiện Ricky Fowler đang đứng vị trí đồng hạng 2, cùng với Akshay Bhatia, Kurt Kitayama và Will Zalatoris, kém vị trí dẫn đầu của Tom Kim 2 gậy âm. Một khởi đầu tốt đẹp sẽ tạo tâm lý tự tin cho Fowler trong phần còn lại của tuần thi đấu. Một nhóm 7 golfer đang xếp phía sau Fowler với điểm âm 5, bao gồm cả Scottie Scheffler và Xander Schauffele, hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Mới đây, phía PGA of America, LPGA Tour và tập đoàn KPMG đã đưa ra thông báo về việc tăng quỹ thưởng của KPMG Women's PGA Championship 2024 lên thành 10,4 triệu đô la, hơn 400.000 đô so với năm 2023. Điều này cũng nâng tổng quỹ thưởng cho các sự kiện trên LPGA Tour lên thành 125 triệu đô la, con số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hệ thống giải đấu này.
nhà vô địch giải Major nữ thứ 3 trong năm sẽ nhận về 1,56 triệu đô la, khiến KPMG Women's PGA Championship trở thành sự kiện thứ 6 trên LPGA Tour mùa giải này, nhà vô địch nhận được hơn 1 triệu đô la. Bên cạnh đó, điều này cũng tăng tổng quỹ thưởng cho năm giải Major nữ trong năm 2024 lên mức kỷ lục, với con số hơn 48 triệu đô la. KPMG Women's PGA Championship là giải Major nữ thứ 3 trong năm, sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Sahali Country Club. Năm ngoái, Running Yin đã vượt qua Yuka Saso với cách biệt một gậy để lên ngôi vô địch. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn công ty AI Clip đã tài trợ MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.